Hello, hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay là đã hơn một tháng mình chơi cái nick này rồi. Thì sau khi một tháng thì bây giờ meta nó sẽ như thế nào? Thì hoặc là có sự chuyển biến gì cho một tháng tới của anh em nông dân cải trai cũng như là tá điền. Thì anh em xem video cũ của mình, video gần đây mình up ấy về cái trận chiến giữa hai tục liên server ở meta 1 tỷ lực chiến. Thì với cái meta 1 tỷ lực chiến như thế thì chúng ta nhận định được rằng là tiên nó có thể nhỉnh hơn một tí, bởi vì tiên nó sẽ thuần trâu hơn đúng không? Nhưng vẫn là một cái đam ao chỉnh, nghĩa là chúng ta vẫn thấy ngộ không của nam đẹp trai rất là mạnh. Cái ngộ không đó với 1 tỷ lực chiến thì nó cũng một combo cũng chết được một hàng. Thì mình nghĩ phải ít nhất phải lên meta 2 tỷ thì nó sẽ thuần về trận đánh dài. Nói chung là cái meta nó sẽ ảnh hưởng với bởi cái thần thông giai đoạn này. Bởi vì các top đang trong quá trình lên thần thông mà. Ui, đường tăng có về không? Vẫn không về. Các bạn có thể biết là ở S1 hiện tại là thầy hiện tại là thầy 30 mùa rồi chưa về. Nghĩa là 3 nhân 5 là bao nhiêu? Là 150 vé. Nghĩa là 15 trận rồi, 30 trận rồi. Thầy chưa về, rất là căng. 6 không đến đâu, tầm khoảng 24 trận. Nghĩa là 4 ngày đến 5 ngày rồi thầy chưa về. Ông nào mà đặt thầy giai đoạn này thì khá là căng. Mình cũng đang chưa về bờ. Mình đặt thầy được khoảng 10 ván rồi. Mình cũng bắt kèo thầy mà hiện tại thầy thì chưa về. Mình nếu mà thầy không về lâu như thế này nó sẽ xuất hiện ra một tình trạng. Đó là thầy sẽ về rất là liên tục. Nghĩa là sau khi một khoảng thời gian thầy không về đúng không? Ví dụ như khoảng 30 mùa rồi mà thầy không về là 30 ván ấy. Thì khi mà thầy về ấy, thì các bạn vẫn bú theo thầy tiếp. Thì có thể trong vòng 10 ván tiếp có thể thầy về. Nói chung là cái này chỉ là cái quan niệm, cái suy nghĩ của mình thôi. Chứ còn việc mà hay sao thì tùy ở các bạn nhé. Đánh hay không thì vậy. Bởi vì cái trò này cũng mang tính chất nhân phẩm mà. Nó cũng có nhiều cái mà chúng ta không thể lường tưởng được. Vì thế chúng ta mới chơi theo kiểu bắt kèo thôi. Chứ bắt kèo thì nó so với việc đánh đánh cù râm ấy, đánh ngẫu nhiên thì cái bắt kèo nó sẽ chuẩn hơn. Mỗi server có một cái kèo khác nhau. Thì mình cũng đã đăng cái ảnh của mình cách bắt kèo như thế nào rồi. Cái kèo kiểu gì. Nói tiếp thì khi 30 ngày trở đi thì các bạn sẽ có cái sự kiện này. Sự kiện này nó sẽ quay lại. Nó sẽ quay lại nha các bạn. Và đầu tiên các bạn đổi cho mình cái này đi. Tại sao? Cái này nó cái kích hoạt đổi giám ấy, nó cho các bạn 5% tấn công, sinh lực phòng thủ của tất cả tướng thì rất là ngon. Thì sau khi mà để mất cái này thì mình nghĩ tùy các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà thiếu điểm này thì đổi, hoặc là đổi cái gì cũng được. Nói chung là mình nghĩ các bạn ưu tiên đổi cái này trước đi nhá. Cái nhiệm vụ này thì mình thấy cũng dễ thôi, không có gì khó lắm đối với tất cả bạn. Mình sẽ bỏ phiếu lần tiếp theo 24 mong rằng thầy về các bạn ạ. Chứ mình đu thầy cũng khoai. Nếu mà thầy về tuần ngày hôm nay thì mình sẽ hòa vốn. Còn mình thấy mình so với server thì mình sẽ server của mình thì các bạn đi kèo của thầy sớm hơn mình nhiều. Mình thấy đi sau muộn bởi vì mình bận mấy cái kèo khác nên mình không đi đu được thầy. Chúng ta sẽ nói về cái vấn đề meta. Thì nick của mình hiện tại tuy rằng lực chiến rất là thấp, lực chiến của mình thì đối với toàn server thì nó khoảng 299 nhỉ. Server S1 thì khá là khét các bạn cũng biết. Thì mình sẽ đánh cho các bạn từ dưới lên trên khoảng 20 triệu đi. Mình cửu thiên ấy, mạng nó chưa nó lên thành cửu thiên này. Mình vẫn là tiên thiên thì mình cam kết với bạn là nick này là nick tiên thiên mạnh nhất liên server các bạn. Thì ngày mai chắc chắn là ngày mai, nếu ngày mai ra server thì mình sẽ chơi ở server mới, thì mình sẽ chơi tiên nhé. Thì chơi tiên nó sẽ khó hơn so với chơi thánh rất là nhiều. Nếu mà bảo nông dân ấy cái chay chơi gì thì mình luôn luôn khuyến khích chơi thánh. Bởi vì tại sao? Thánh là một con tướng mà chỉ nuôi hai con tướng thôi. Các bạn chỉ cần nuôi Tiểu Bạch Long với Ngộ Không là được. Không cần nuôi con gì hết. Trong vòng 3 tháng tới các bạn chỉ nuôi Ngộ Không với Tiểu Bạch Long là các bạn vừa làm trùm nhé. Bản chất của thằng Thánh thì nó là sát thủ nên nó sẽ đi phó bản hơi chậm so với bọn Thiên, bản Minh Giới.
Minh giới là bọn triệu hồi, nên nó triệu hồi thì thứ nhất là đam nó to nè, thứ hai là nó ra nhiều, thì ra nhiều con triệu hồi thì nó ôm đam đúng không? Còn đối với những cái con mà yêu, yêu thì cũng sẽ là sát thủ, yêu thì cũng có thể nuôi hai hai đam, ví dụ như ngân cái giá hoặc đại bàng kim sĩ hoặc là thêm một con tanh gì đó nữa. Thì bản chất của yêu và tiên ấy, nó giai đoạn này nó khá giống nhau tí, tức là nó sẽ nuôi hai con. Nói chung là bây giờ mà meta là giai đoạn này cũng như giai đoạn 1 tháng tới ấy, thì anh em chỉ nuôi hai con tướng đấy. Minh giới và thánh thì nó sẽ có sự nhìn hơn, ví dụ như thánh thì có Ngộ Không và Tiểu Bạch Long, minh giới thì có con Thiên Thủ Yêu Cơ và Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh là con tướng rất là trâu nhất. Bản chất thằng Bạch Cốt Tinh nó trâu dã man, mình nhớ không nhầm thì nó có cái gì ấy, nó cái pháp bảo 25 hay cái gì rất là trâu, nghĩa là càng nhiều người chết thì nó giảm sát thương nó càng nhiều hay sao ấy, nói chung là nó trâu vãi luôn. Thì điều đó nó làm cho cái kia nó minh giới nó khá là trâu, nhưng minh giới có cái nhược điểm là con nhện nó rất là yếu, nó giống ngân giác ấy. Thì bản chất mà nó tướng cam, mà đã là tướng cam sát thủ thì nó đam to, sát thủ là đam to nhưng nó là tướng cam nên nó yếu. Còn Ngộ Không, Ngộ Không là nó là tướng đỏ sát thủ nên nó sẽ nó vừa đam to cũng có thể đúng không, rồi nó lại thủ thì cũng vừa vừa, bởi vì khi mà lên pháp bảo 25 ấy thì Ngộ Không sẽ có 50% giảm sát thương, thì khi mà lên pháp bảo 25 thì mình sẽ thay đổi một chút cho con Ngộ Không, nghĩa là mình sẽ không lấy cái mình sẽ không, có thể là mình sẽ thay đổi cái thiên kỹ này, chuyển sang cái thiên kỹ 40% tấn công, bởi vì mình cũng đang suy nghĩ khá là nhiều về thay đổi, nói chung là mình chắc chắn phải thay đổi cái này. Hai cái này thì cố định rồi, không nói làm gì, cái này thì mình sẽ, đợt này mình sẽ lên luôn. Thầy có về không các bạn? Thầy không về các bạn, thầy lại không về, buồn. Bộ chín, đợt này bộ 9 bộ 10 về khá là nhiều, căng lắm các bạn. Cái sự kiện Quỳnh Tiêu này thì các bạn gắng lấy cho mình cái mốc từ mốc 100, nghĩa là khi mà các bạn lấy một mốc 100, cái sự kiện này nó quay lại nhiều lần nhé các bạn. Thì khi mà các bạn lấy được mốc từ 54 đến 100 thì các bạn có được 10 mảnh đúng không? Thì để mà lấy cái này thì lãi nhất là các bạn vào lúc 58 phút hàng ngày ấy, các bạn vào check. Nếu mà các bạn mà cảm giác mà mình ăn được tốt vào thì các bạn hãy quay, không thì thôi. Cái này thì các bạn chơi nhiều ở danh tướng ma quy cũng ít thôi. Các bạn sẽ ăn từ mốc 50 đến 100 đối với nông nhân phải chay. Các bạn xem thời gian hợp lý thì nó buổi tối hoặc buổi chiều ấy, thì nó sẽ dễ ăn hơn là buổi sáng hoặc buổi trưa. Buổi chiều tầm khoảng 30 vé, nói chung là các bạn tính khoảng tầm 30 đến 35 vé lọt vào top 50 đến 100 là quá là đẹp rồi. Thì mình sẽ lên Ngộ Không nhé. Thì nếu mà mình sẽ tẩy tẩy thiên kỹ thì nó không mất gì. Đợt này thì mình sẽ lấy nốt, mình sẽ chưa lên sao Ngộ Không nha các bạn. Thì mình xem cái thiên kỹ này, này. Mình xem cái thiên kỹ đây. Thì lên thiên kỹ đỏ thì mới nguy hiểm nha các bạn. Nghĩa là lên sai thiên kỹ đỏ thì các bạn sẽ thất thoát đi một số lượng tướng đỏ khá là ghê. Còn lên sai cái tờ cam này thì nó không sai quá, không 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 ảnh hưởng quá nhiều nhé các bạn. Mạnh Vong Xuyên Hà thì mình sẽ lấy cái Vong Xuyên Hà các bạn, mình sẽ chuyển sang Vong Xuyên Hà. Ở đâu ta? Minh giới à? Thiên thủ yêu cơ, thánh giới, tiên giới, ủa? Phong Xuyên Hà là con nào các bạn?
diện. Hắc vô thường, bạch thử. Ở đây, minh giới nó ở dưới này. Tìm mãi. Thì mình sẽ triệu hồi một phần. Ở giai đoạn này thì có một cái chuyển biến là các bạn sẽ kiếm cho mình một là ý định thức tỉnh. Ví dụ như các bạn mà chơi binh giới thì tướng cam ấy thì các bạn sẽ thức tỉnh đúng không? Còn mà đối với thánh thì sẽ thức tỉnh từ Bạch Long. Còn riêng mình thì mình sẽ ưu tiên một cái quan trọng hơn thức tỉnh, đó là cái vũ khí. Sau khi mà mình lên được cái vũ khí này thì để lên được cái vũ khí này thì nó khá là khoai. Đây, nói chung là kiếm mảnh này thì không khó nhé. Đối với mình kiếm, nhưng kiếm cái cửu châu này khá là khó giai đoạn này. Bởi vì ở giai đoạn đời mình phải đánh kia nữa. Chưa kể là mình phải phun cho xét đã. Phun xét đã thì mình đang cũng suy nghĩ có nên phun xét không hay là để lên thức tỉnh cái này luôn. Bởi vì lên cái thức tỉnh này luôn thì mình sẽ có cái đam ao trình rất là lớn so với anh em nông dân cải trai. Nghĩa là mình trở thành super vua xứ mù luôn. Nói về cái quay tướng này thì mình khá là đen, nghĩa là toàn phải mắc, phải gần mắc mình mới ra được. Ui đấy. Ra một con cam, ra vong xuyên hà luôn đấy. Được. Nguyên quân các bạn, đây thì mình vẫn lấy thiên kỹ nhé các bạn, bởi vì mình biết cái thiên kỹ mình chơi này khá là dài. Bởi vì mỗi lần nó lên của mình khá là nhiều tấn công các bạn. Ví dụ như khoảng 3 con tướng chết, 7-3 là 21% tấn công. 4 con tướng chết là 7-4 là bao nhiêu? 28. Đấy, rất là ngon, cực kỳ ngon luôn các bạn. Thì nói chung là mấy cái thiên kỹ đỏ này mình cũng đã từng nói ở clip về thiên kỹ VIP rồi, thì các bạn có thể xem lại. Thì đôi lúc tại sao lại mình không lên sao tướng, bởi vì thứ nhất lên sao tướng cũng được, nó sẽ cho mình 5% tấn công chứ thể tanh thủ các kiểu, nhưng mình thích cái kiểu giả nghèo và cái kết nó thích hơn các bạn. Cảm giác mấy ông kia nó sẽ cay hơn, nhưng mấy ông kia không thể biết được bản chất của mình được lên những cái thuộc tính ẩn. Đợt này thì cái binh văn này nó khá là quan trọng cho tận 6% tấn công các bạn. Tấn công của mình lên 1 triệu mấy này. Đợt này thì thức tỉnh lên này thì nó thêm 50% giảm sát thương, 15% tấn công bạo kích nữa, khá là căng. Chưa kể sắp tới thì sắp tới nếu mà con này lên khoảng cộng 15 thì rất là kinh các bạn. Cộng 15 thì tốc độ tập khoảng level 90 gì đấy các bạn. Mình thử xem là mình có lên được max level đợt này không. Để lên thêm một nấc nữa các bạn, xem nó như thế nào. Cạn quét hết luôn nhé. Mình sợ khó đấy, không đủ lên được tầng này, XP không đủ đâu. Nói chung là các bạn nên xem cái trận đánh thánh và tiên vừa rồi mình up để biết rằng tiên mà về lý thì nó khá là khỏe. Nói chung là theo tư duy của mình thì không có phe yếu nhé. Chỉ có chúng ta phế hay không biết chơi thôi các bạn. Hoặc là cái cách thứ nhất là vấn đề chăm chỉ một phần, nhưng vấn đề tư duy về trò chơi nữa nó ảnh hưởng khá là nhiều. Game này là game chiến thuật mà. Nên đa số thì mình thường chơi mấy game chiến thuật khá là nhiều. Mình cũng có một chút gọi là kinh nghiệm đối với những cái trò chơi kiểu này. Các bạn yên tâm, mình mà chơi như thế này thì sau này càng chơi càng mạnh nhỉ, không có thể nào yếu được đâu. Không cần tiếp tích, chỉ cần build đội hình đúng. Thì như mình nói với các bạn, hiện tại từ tháng tiếp theo, tháng nữa thì các bạn chỉ vẫn chơi 2 tướng thôi. Thứ nhất là một con tướng thánh thì chơi tiểu bạch long cũng không, tiên thì chơi dương tiễn với một con tanh gì đó tùy các bạn. Rồi minh giới thì dễ hơn, tiên thủ yêu cơ đáp chính, bạch cốt tinh sẽ là tanh, hoặc là bạch cốt tinh tanh thì các bạn có thể
chơi bạch cột tinh đa cũng được, nói chung là chơi hai đa cũng được. Thì bạch cột tinh vừa khỏe thì cái con tướng của bạch cột tinh triệu hồi đa ấy, cột tướng quân nó càng khỏe, mà thiên thủ yêu cơ mà mang cột tướng quân thì con cột tướng quân gọi đa càng đam càng trâu chẳng hạn. Nói về Minh ấy, thật ra Minh cũng rất là khó bui bởi vì nó là vừa có hai con đam, nên giai đoạn này các bạn sẽ lưỡng lự rất là đau đầu, không biết là nên dồn đam vào con nào. Thì theo như mình nghĩ thì dồn bà vào con chị đi, rồi sau này thức tỉnh nó lên cũng được. Còn bên yêu thì nói chung cân giáng vẫn là một cái gì đó rất là kinh. Nếu mà các bạn mà bị cân giáng trong kiểu ngủ không của mình cấp thánh ấy, thường là rất là bá cho đoạn này. Không đủ lên level đâu các bạn ạ. Không ăn thua rồi. Không đủ lên level với các bạn. Ở đợt này ở cái tiệm này thì nó lại xuất hiện cho mình hai cái nữa, hai cái thần thông nữa, hai cái thần thông đỏ là cái này. Cái này thì khi bản thân là vật triệu hồi bị đánh bại ấy, gây cho kẻ địch ngẫu nhiên một sát thương gián tiếp bằng 200% tấn công người bị đánh, thì cái này rất là mạnh. 200% tấn công nó cỡ khoảng mạnh hơn con của tướng quân rất là nhiều các bạn ạ. Nghĩa là nó sẽ bằng sức mạnh khi mà ra kỹ năng, không phải những con của tướng quân đánh rất là đau. Của tướng quân mà khi mà thiên thủ yêu cơ lắp vào ấy, cái này có một cái hay nữa là vật triệu hồi bị đánh bại, nên nên cái này mà cho bọn thiên thủ yêu cơ ấy rất là kinh, nó sợ lắm. Thì đối với thánh mình thì cũng không xài. Đợt này thì nếu có thánh thì mình cũng không biết lấy cái gì các bạn. Mình vẫn đợi đợi xem tình hình như thế nào. Hiện tại thì cái vòng quay này mình đang chọn cái này. Cái này khá là ngon các bạn. Đợt này những cái này kim thân này giảm sát thương này. Giảm sát thương gián tiếp phải chịu, thì không biết là sát thương kiểu gì, sát thương phụ trợ hay là gián tiếp. Nghĩa là mình nghĩ là sát thương gián tiếp này là sát thương mà khi mà cái mai hoa chẳng hạn là sát thương gián tiếp. Gián tiếp và trực tiếp thì chắc là bị đánh thẳng. Nói chung là cái thần thông này nó vẫn rất là trâu các bạn. Thần thông mấy thần thông phụ thủ đấy rất là trâu. Nói chung là mình phải kiếm thần thông nào chất lượng mới lấy các bạn. Nhiều lúc cái này hoặc chẳng hạn đây, tối đa không quá 12% sinh lực gián tiếp ấy. Nhưng hiện tại thì đối với mình cái thiêu đớt đấy ít người chơi lắm các bạn. Thì mình sẽ đánh tí nữa cho các bạn xem. Nói chung là suy nghĩ của mình lực chiến nó chỉ là cái bề ngoài bề nổi thôi. Đôi lúc cái lực chiến này nó làm cho mình ảo tưởng về cái nick mình, và đôi lúc nó cay lắm. Mình từng chơi nhiều rồi, mình biết thua mà đánh mà chơi thua cùng lực chiến mà thua người ta đã cay rồi, mà ít lực chiến với người ta mà thua người ta nữa thì càng cay vạn lần. Đấy các bạn ơi, khỏe vãi luôn. Né tránh thì các bạn nhỉ, đỡ đòn đấy, nên nó một có chút gọi là tỷ lệ đấy, đỡ bảo kích nữa. Nói chung là mình chỉ cần đầu tư tiểu bạch long và đầu tư ngũ không là được, nhưng nuôi hai con mình cũng thấy oải các bạn. Hai con mà để cho khỏe hai con này toàn diện đến chất, mình phải đến tháng thứ tư các bạn. Thứ nhất là phải thức tỉnh tiểu bạch long này, kiếm thần thông cho tiểu bạch long này, lên kỳ vật cho tiểu bạch long. Hiện tại mình chưa đầu tư kỳ vật cho tiểu bạch long đấy các bạn ạ. Hiện tại thì mới thứ nhất là còn một set đỏ ở set cửu tiên cho tiểu bạch long. Thì muốn lấy được set cửu tiên thì mình phải cửu tiêu thì cửu châu chứ, thì mình phải cho ngộ không lên một vũ khí đỏ đã, thì khi đó ngộ không nó sẽ đi cạp quét map khỏe hơn. Đấy còn mỗi ngộ không nữa không biết có sống được không, căng lắm.
né tránh được kìa. Ui, phản đọc, trúng đọc cái chết luôn. Cái đọc và cái kia nhiều lúc cũng cay các bạn ạ. Đang đánh dở bị chết. Đây, cùng phe. Mấy bạn này cộng 14 này. Mình đang là cộng 13. Ấy chà, căng đấy thua các bạn. Mình tiểu Bạch Long mình có cái thiên thiên kỹ choáng ấy. Nên là choáng được cho tướng chính của nó được một tên kìa các bác. Không biết có cơ hội thắng không. Ui bị quả truy kích luôn. Vẫn ăn được các bạn kìa. Ăn rồi. Đúng không? Nói chung là ăn hên đấy các bạn. Quả này gọi là ăn hên. Hên thì nó nổ quả choáng từ tiểu Bạch Long. Không có choáng thì chắc mình cũng thua. Chứ không thể thắng như thế này được. Ui trận này có vẻ khi mà những con tướng kia chết ấy thì đam của Ngô Không nó bị giảm một chút bởi vì nó mất cái búp búp kích duyên cái kiểu ấy nên nó khá là tụt đam, nhưng có cái Diêm Vương thì nó sẽ ổn định được cái đam hơn tí. Đấy, vẫn thắng được. Mình thử lên tranh 30 triệu lực chiến sao đánh được không? Thiên thủ yêu cơ này ở trước mặt luôn chắc là ăn được. Nhưng mình sợ mà nếu mà tiểu Bạch Long của mình mà không ôm được con thiên thủ yêu cơ này thì mình sẽ toang, nó cắn hết bầy luôn. Đỡ bạo kích, ok. Ôi thiên thủ yêu cơ nó trâu lắm các bạn ạ. Thôi mình toang rồi các bạn. Ui quái vật nhìn là hoài rồi. Ôi thiên thủ yêu cơ nó cuối cùng cũng chết. Có phải nhìn nữa đâu. Mình đánh như này là mình không xếp trận nhé. Đánh như thế, gặp mở như thế nào thì đánh như thế. Ôi tiểu Bạch Long ôm kìa. Không biết có ăn thua không. Chết rồi. Thắng được không? Thắng các bạn. Còn mỗi cốt tướng quân nữa. Đấy. Mình thử lên tranh 30 triệu lực khiến xem. 80 cát đấy. Căng đấy. Tỷ thí. Ui. Ăn được không? Bạn này sao thiên thủ yêu cơ vẫn 13 nhỉ? Nếu mà cải trai ấy mà server mình nhá, cải trai ở server mình mà vào được top 1 server ấy, vào được tông môn top 1 ấy thì bây giờ cũng phải khoảng 70 triệu lọc chiến rồi. Nghĩa là vào top 1 tông môn thì rất là ngon. Thiên thủ yêu cơ này có vẻ yếu hơn nhỉ, hay là đam chính của bạn ấy là Bạch Cốt Tinh đó. Ui, ui đâm chính ui bạn này. Bạn này đúng 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 kiểu meta meta lực chiến các bạn. Bạn này yếu dã man luôn. Yếu từ thích ở chất tướng. Rồi tranh 30 triệu rồi, lên tí nào. Nói chung là càng ngày thì nick mình càng khỏe thôi. Bạn này ui không ăn thủ rồi, cộng 14 này mình thấy khoai lắm. Ui giờ không có cửa thắng luôn. Mình xem lại cái bạn 80 triệu này lúc nãy đâu nhỉ? Dương Phi này, bạn này được rồi, đăng group lên cộng đồng này. Cũng mới bị mình đánh nhỉ? Ái chà, mình này thua bạn này rồi. Thử đánh thêm lần nữa nào. Ừ, vẫn thua. Lúc nãy mình thắng được bạn nào? Gốt này. Đúng không? Không phải, lúc nãy mình thắng bạn nào? Cái cát này.
Ừ đúng rồi, thắng bạn này. Thì mình xem bạn này sai ở đâu ta. Sao chúng ta cảm giác bạn này yếu yếu nhờ các bạn nhỉ. Bạn này có một cái áo này đấy mà cũng không trụ được kìa. Bạn này chắc cần đồ nhân phẩm này. Của tướng quân nó những bạn này thiên kỹ hơi phèo nhỉ. Mình xem bạn Dương Phi này. Ừ, ngày xưa mình đánh được đấy, bây giờ chắc bạn này khỏe hơn rồi, không đánh được nữa. Đây mình cho các bạn xem lại. Thiên thủ yêu cơ vẫn bị choáng bởi tiểu bạch long này các bạn kìa. Chứng tỏ bây giờ mà choáng mà nó cũng choáng lan đấy các bạn. Không muốn là bị ở kia đâu. Ui, cột tướng quân của con kia trâu ấy. Cột tướng quân kia chắc cột tướng quân từ bạch cột tinh ra. Cố lên bạn ơi. Ui. Ui thì ra có quy thừa tướng à. Ôi. Mình thấy mùi chiến thắng rồi các bạn. Mình thấy cái mùi chiến thắng ở đâu rồi. Ui giả chết nữa, siêu 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 trâu luôn đó, bạch cột tinh. Ôi toang này, nó trâu quá. Thua rồi các bạn. Ui. Nó bổ một quà nửa máu kìa. Sao mình không phát bảo giảm 50% sát thương. Mình thấy phát bảo nó lùa lắm các bạn. Nó ghi 50% sát thương mà thấy vẫn bị một đập nửa máu. Ui nó bổ kìa. Cột tướng quân này là cột tướng quân từ con nào đấy mà khỏe thế này. Trời ơi Dương Phi, bây giờ bạn này khỏe lắm. Không phải cột tướng quân từ thằng nào ta. Vậy là cột tướng quân từ bạch cột tinh các bạn. Bản này bây giờ bạch cột tinh sẽ là thiên thủ Âu yêu cơ đam chính này. Bạch cột tinh sẽ là vừa đam vừa tanh, rất là khỏe nha các bạn. Phản đam này. Nói chung là bạch cột tinh cũng được, đi đổi hình kiểu này cũng được. Vừa chặn đam này, vừa gây đam này, vừa phản đam này, vừa hồi sinh này, ôm tanh này, cũng khá là ngon. Con này chưa phập bạ chưa 25. Mình nhớ không nhầm thì con bạch cột tinh nó có cái pháp bảo 25 ấy, rất là khỏe. Đây, bạch cột tinh. Đây, mục tiêu cứ giảm một sát thương tăng. À, cái này là sát thương các bạn ạ. Chặt thương tăng 30% nghĩa là đam chứ không phải tanh. Mình đường giảm sát thương 30%. Vậy là con này vừa đam các bạn. Nhưng sau mình cảm giác con này đôi lúc nó rất là tăng trâu nhé. Không biết là do một số nick các bạn bui dị hay sao. Nói chung là mình thấy mình dưới giai đoạn này khá là đau đầu. Cực kỳ đau đầu luôn. Thôi, video đến đây của mình kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Xin chào.